Và chào nhân vật của chúng ta, chào bạn Linh. Giới thiệu với Linh và quý vị, tôi là Quân Vi. Và ngày hôm nay Quân Vi sẽ cùng hướng dẫn quý vị và các bạn cũng như là bạn Linh có được những cái phong cách trang điểm 18/3 thật là độc đáo, thật là đặc sắc nhất.